Hôm nay em Khanh sẽ kể cho anh chị nghe một câu chuyện của những vị khách hàng của em mà mới đi mua xe lần đầu mà bị gặp cảnh này chắc cũng sợ lắm nè. Đây trước mặt anh chị là hai chiếc xe Yaris N900 em vừa chuẩn bị giao cho khách hàng. Một chiếc Yaris bẩn nhơ và một chiếc thùng tiêu chuẩn sẽ chuẩn bị đóng nha. Thì câu chuyện rất là nghe thì câu chuyện này cũng gặp đi nhiều lần rồi chứ không phải là mới đây anh chị. Nó không phải là vấn đề mới gì hết. Có nghĩa là khách hàng của Khanh, ví dụ như xe nó Khanh nó báo giá cho anh chị rõ ràng, ví dụ như con xe Yaris N900 này thùng tiêu chuẩn là tầm khoảng 735 đến 37 triệu là lăn bánh tùy tỉnh nha anh chị, thùng tiêu chuẩn nha. Còn như mà thùng nhôm như thế này thì lăn bánh tầm khoảng là 770 đến 780 tùy tỉnh lăn bánh, là tùy theo cái option anh chị chọn nữa. Ví dụ như trước mặt anh chị là con này có sàn inox luôn, có kèo cát luôn là 780, còn như anh chị không lấy sàn inox, không lấy sàn inox thì còn 770 là lăn bánh nha. Đó, báo giá rõ ràng cho anh chị chọn gói. Xe cộ tụi em có sẵn giao ngay như thế này. Đó, khách hàng có tới tham khảo chỗ Khanh xong cái là đi qua một cái chỗ công ty khác. Công ty khác thì Khanh không tiện nói tên đâu, kinh doanh thì mình cũng không có nói gì đụng chạm chi cho mệt, nhưng mà khách hàng người ta sẽ là người lựa chọn cuối cùng. Đó, thì khách hàng qua bên công ty đó rẻ hơn 10 triệu. Đó là mà option cũng giống như Khanh nha, thùng bọng cũng giống như Khanh luôn nha, rẻ hơn 10 triệu. Đó là bắt đầu tiến hành đặt cọc. Đó, đặt cọc làm hồ sơ. Thì ngân hàng thì bình thường thôi, ngân hàng họ làm cũng ra thông báo bình thường. Rồi bắt đầu kêu khách hàng đóng thêm tiền lần hai. Ví dụ đếm đóng thêm tiền lần hai nhiều anh chị không hiểu, có nghĩa là khi anh chị đặt cọc 50 triệu dàn cọc cho họ, khi họ ra thông báo cho vay á là anh chị phải đóng đủ số tiền còn lại. Ví dụ như con xe, mấy hai con xe này đi là anh chị trả trước tầm khoảng 100 mấy 200, em nói ví dụ vay được 500 đi là anh chị phải đóng 200 mấy triệu còn lại. Đó, cộng thêm số tiền cọc nói chung là cũng tầm hơn 200, trên dưới 200. Thì đó, đọc đóng hết vô xong cái đầu bên đó người ta sẽ không có làm xe cho anh chị, tại vì cái giá xe cơ bản tụi em bán là đã giá sát sàn rồi, tại vì em là đại lý cấp 1 của Yaris, anh chị thấy không, đại lý mô tô Yaris không, đại lý cấp 1 nè. Đó, thì cái giá của em coi như là rất là thấp, chỉ lời đúng cái đâu đó hơn chục triệu, mà hơn một chục triệu bỏ cho một giá trị một con xe gần 1 tỷ, rồi chi phí mặt bằng nhân viên này nọ, nói chung là nó hòe vốn luôn anh chị. Bán như vậy là chỉ để chạy doanh số cuối năm thôi, còn như mà người ta còn giảm thêm nữa thì nhiều anh chị cứ tưởng là xe này lời nhiều này nọ cái kiểu giảm thêm. Đó, thì bắt đầu là khách hàng đặt đóng với 200 mấy triệu, rồi một tháng rưỡi 2 tháng không có xe, rồi bắt đầu hàng hố của mình nó chậm, rồi nói chung lỡ công lỡ việc, nói chung nhiều thứ lắm anh chị. Trong nhiều khách hàng mà tiền tươi nó còn đỡ nha, nhiều khách hàng đi xoay tiền, đi mượn tiền, đi vay tiền anh chị đó để mà đóng vô lấy con xe, rồi hy vọng là lấy xe sớm rồi làm rồi chạy trả nợ đó. Nhưng mà anh chị đâu biết đâu, giam vô vậy rồi hàng tháng anh chị cũng phải trả tiền rất là lãi cho người ta, mà xe anh chị không có, hàng hố anh chị bị mất mối luôn, thì cái hậu quả đó ai chịu. Và nhiều khách hàng rất là bị rất là nhiều lần, em không phải em lên clip này em để em hù anh chị hay là nói tốt cho bản thân của em, nhưng mà em làm nghề 10 năm rồi, những cái con xe này là giá tốt giá xấu hay là giá nó chưa tốt thì em biết hết. Chủ yếu là mình có muốn làm nhanh cho khách hàng hay không. Ví dụ như cơ bản đi, em nói ở đây có một con bẩn nhôm nè anh chị. Đó, anh chị thấy không? Cái lượng inox ví dụ như hứa cho khách hàng lượng 304 đi. Bây giờ em giật xuống 201. Nếu mà em bán giá rẻ nha, giật xuống 201 hoặc là 201 em giật xuống 430. Rồi cái đà dưới đây em sắp thưa thưa ra, không có dày em sắp thưa thưa ra thì sao anh chị biết được? Rồi sao anh chị có thể kiểm kê được? Nói chung là anh chị, người ta mua lầm chứ người bán không bao giờ lầm anh chị. Cái câu đó là luôn luôn đúng anh chị, tại vì người trong cuộc người ta mới biết giá trị cốt lõi của con xe. Đó, nhiều anh khách hàng không biết cứ đi mua như vậy. Thôi, thứ nhất cái xe bữa anh chị có thấy một cái clip mà cái thùng xe thùng kính không? Trong cái khung chỗ này nè, ví dụ chỗ này anh chị ở đây em có một cái bạc, ví dụ còn cái bửng ví dụ nữa nè. Đó, là trong này nó sẽ có một cái khung xương bên trong nha anh chị, trong cái bửng này nè có một cái khung xương nữa. Thì anh chị sẽ thấy khung xương bên trong nha. Rồi bây giờ anh chị đóng trả giá rẻ quá thì đại lý họ vẫn chấp nhận, nhưng mà họ bắn cho vui vậy thôi chứ cho nên trong đây không có khung xương, chỉ họ sẽ cắt bớt đi. Rồi cái vách cơ bản của họ tiêu chuẩn ấy là 5 diêm, như cái này là khách hàng đóng thêm nha anh chị, cái này khách hàng đóng thêm. Anh thì thấy cái vách không, rất là dày, dày là 2 ly nè anh chị nè, anh thầy chị thấy cái vách không, cực kỳ dày, dày 2 ly đó, thì cũng cắt đi một phần đó. Nói chung là rất nhiều cái chuyện để làm khi mà anh chị mua một con xe giá rẻ, thì nhiều đơn vị người ta bán vẫn bán cho khách hàng nhưng mà người ta sẽ cắt đi, nói chung là sẽ cắt đi rất nhiều thứ trên con xe của anh chị. Anh chị rẻ hơn 50 triệu
em nói thiệt, rẻ 50 triệu cái số tiền đó nó cũng không quá lớn, cũng không quá nhỏ, nhưng mà để đổi lấy một cái giá trị cốt lõi của một con xe nó đi theo anh chị cả quãng đường rất dài, 5 năm, 7 năm, 10 năm mà anh chị đổi lấy có 5 triệu, 10 triệu thì anh chị là người thiệt rất nhiều so với là những cái giá trị mà số tiền đó bỏ ra anh chị. Đó thì khi khách hàng đã làm căng luật sư luật xiết rồi công an này tạo tới thì công ty cuối cùng công ty đó cũng quyết định trả tiền lại cho khách hàng và quay qua bên Khanh đóng xe. Thì anh chị thấy là xe em vừa gửi qua cho em là tầm 2-3 ngày xe có sẵn, xe nào có sẵn có sẵn, xe nào chassis em báo chassis, rồi bắt đầu là em đóng thùng cho khách hàng. Chứ cái gì đâu, mình buôn bán thứ nhất em nói thiệt chứ em cũng đỡ mà bán buôn vậy, em đỡ đau đầu với khách hàng lắm. Bây giờ mà bán suốt ngày cứ khách hàng cứ điện hối xe rồi điện nói này nói nọ cái kiểu làm vậy chị đâu bán con xe đâu được bao nhiêu tiền đâu anh chị. Rồi thời như bây giờ là nhà nhà bán xe, người người bán xe nên là giá xe nó cũng cắt giảm. Em nói thì không phải đây cũng mình than vãn gì hết, nhưng mà lúc trước bán con xe em nói thiệt anh chị luôn, bán xe hoa hồng thì một chiếc này tầm khoảng 8 cho tới 10 triệu. Bây giờ bán xe là có nhiều khi bán đúng giá nha 3 triệu, còn nhiều khi mà khách hàng xin này nọ, khách hàng vui vẻ khuyến mãi thêm này nọ, cuối cùng xe nhận được 500 một triệu. Mà anh chị bán con xe bự cho bá vậy được có 500 hơn triệu bạc thì làm gì? Nhiều khi mình phụ họ thêm bán phụ tùng, bán xe cũ này nọ các người kiếm thêm anh chị. Chứ giờ mà nói giảm nhiều đại lý giảm 10 triệu, 15 triệu nữa không có đâu anh chị. Đó thì cái đó câu chuyện em kể cho khách hàng thôi. Anh chị hiểu, anh chị tư vấn mua xe thì anh chị nếu anh chị nào đã mắc phải cái vấn đề này rồi thì anh chị cứ bình luận phía dưới để anh em mình cùng tham khảo nha. Đó. Đây, mấy xe này, giá em báo lại cho anh chị nha. Giá xe thùng tiêu chuẩn lăn bánh tầm khoảng 735. Lăn bánh tròn gói ra số cho anh chị định vị phù hiệu đầy đủ cái kiểu 735. Còn như cái chiếc N900 bửng nhôm á tầm khoảng 770 là xe thùng bửng nhôm tay khố bán lệ inox kèo cáp. Còn như anh chị muốn xài inox anh chị cộng thêm cho Khanh 10 triệu nữa 780 lăn bánh tròn gói, báo giá rõ ràng cụ thể chính xác minh bạch cho anh chị. Xe chassis còn một đống này, anh chị muốn lấy mấy chi không có chứ không có vụ mà thiếu xe hay là hụt xe gì đâu nha anh chị. Đó. Thì hy vọng câu chuyện này chia sẻ sẽ anh chị sẽ hiểu rõ hơn cái trong cái nghề xe. Đó. Rồi cảm ơn anh chị đã luôn tin tưởng ủng hộ Khanh trong thời gian vừa qua nha. Hy vọng thời gian sắp tới anh chị sẽ tiếp tục đồng hành cùng Khanh nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.